Sau thời gian nghị án kéo dài, chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương Cityland cùng 4 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thanh Hùng, 28 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Cityland Bình Dương, Hoàng Anh Vui, 28 tuổi, Phó Giám đốc Phụ trách Pháp lý của công ty, Lê Văn Công, 45 tuổi, Nguyễn Anh Khoa 29 tuổi và Châu Lê Minh Vẹn 35 tuổi. Theo cáo trạng, năm 2018 và 2019, các bị cáo góp vốn thành lập công ty địa ốc Cityland Bình Dương. Sau đó, các bị cáo tự vân lô 7 khu đất nông nghiệp ở Bình Dương và đặt tên thành các dự án khu dân cư Happy Home, Happy Home 2, Green City 1, Green City 2, Green City 3, Phúc Long City và Phú Thịnh. Trong quá trình tự phân lô, các bị cáo đã lập hồ sơ xin phép cơ quan chức năng nhưng đều bị trả lại. Mặc dù không được cấp phép, nhưng các bị cáo vẫn đưa thông tin gian dối về dự án để ký thỏa thuận đầu tư, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất không có đầy đủ giấy tờ pháp lý cho 384 khách hàng, chiếm đoạt hơn 162 tỷ đồng. Sau đó, năm bị cáo đã khắc phục thiệt hại, trả lại một phần tiền chiếm đoạt cho 176 bị hại với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Số tiền chưa trả lại cho bị hại là hơn 144 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng, tù trung thân, bị cáo Hoàng Anh Vui, lãnh án 20 năm tù giam. Bị cáo ông Nguyễn Anh Khoa bị xử phạt 12 năm 6 tháng tù. Tổng hợp hình phạt từ một bản án khác trước đó, hai bị cáo Châu Lê Minh Vẹn và Lê Văn Công lần lượt bị tuyên phạt 25 năm tù và 19 năm 6 tháng tù